Này hai cây linh sam đau điểm nha bạn. Mấy cây này hồi xưa mình trồng trong cái xê rồi nó ăn rễ xuống đất nè bạn. Đó. Mình chỉ bứng lên rồi mình để nguyên xi rồi mình gỡ cho bạn. Mấy cây này là cắt làm cây lùn được nè, linh sam đau điểm nha bạn, cái phôi này là làm cây lùn nở tròn cây đẹp lắm. Đó. Là mình đi cắt ngay chỗ này. Cây này làm cây lắc được. Mấy cái này nó phải 18, 19 dòng, không tới 20 vậy. Gần gần được 20 thì không tới 18, 19 dòng. Hai cây 400 ngàn bao ship này. 200 ngàn cây. Mấy cái này cắt cây lùng đẹp lắm. Còn cây mà. Còn cái đế là nó nằm trong đây nha bạn. Cái đế là nó cuộn cuộn trong đây, mình không có mình chưa khui ra nữa. Vậy bạn khui mà đa phần đế là nó gom 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 nằm trong đây nè. Đây mình trồng trong cái xe này nè. Nên vậy mà khui đế ra nó cũng dễ, nó không có rễ, nó không có đâm tầm bậy tầm bạ mà. Nó đâm cũng vòng vòng trong đây là giống như mình đã trồng trong cái chậu sẵn rồi. Nên giống như mình nuôi trong cái chậu sẵn rồi mấy bạn. Và đế trồng trong này thì nó khỏe hơn là cái đế ở ngoài thì tự nhiên. Đế nó mà nếu mà mình trồng lan ở đất thì nó bò tùm lum hết, phải đục rồi. Cái này dễ bạn sổ rồi bạn trồng lại vô chậu mới cũng y chang như mình trồng xe luôn. Mình nuôi. Phải nuôi trong này nó chậm lớn hơn ngoài đất rất là nhiều, cũng cùng cái độ tuổi đó, cũng như khoảng 2 năm nếu mà cái này trồng khoảng 2 năm 2 năm rưỡi tuổi. Nhưng mà các bạn trồng ở ngoài á là có thể nó bự bằng cùm chân luôn á. Nó lên khoảng 26 27 luôn á. Còn nếu mà trồng trong xe thì đâu ăn không, nó như xíu à. Chứ mình trồng cho nó gom rễ thì sau này mình làm cây cho nó gom rễ. Giờ dễ bứng nè. Hai cây, hai này cắt cái lùn đẹp lắm. Nở cũ cắt lùng, nuôi lại cây lùng, ai phải bơm lùng lấy. Linh sam đào đếm nha bạn, hai cây 400 ngàn bao ship.